Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Oanh. Người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ giới thiệu tới các bạn một trong những dòng sản phẩm đang được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng hiện nay, đó chính là dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo hộp gỗ đen 30 viên như bên cạnh Kiều Oanh đây. Thưa các bạn, chúng ta thì đều biết rằng đông trùng hạ thảo là một trong những loại uh, dược liệu, một trong những loại nguyên liệu vô cùng quý hiếm uh, mà người ta truyền tai nhau rằng ngày xưa chỉ có vua chúa mới được sử dụng những loại nguyên liệu này. Và không thể phủ nhận rằng đông trùng hạ thảo mang lại những tác dụng vô cùng nhất định cũng như là hiệu quả đối với cơ thể của người dùng. Uh, công dụng chính khi mà chúng ta nhắc đến đông trùng hạ thảo đó chính là khả năng giúp tăng cường sinh lý cũng như là chống lão hóa đúng không ạ? và hiểu được những công dụng tuyệt vời cũng như là mong muốn được sử dụng đông trùng hạ thảo của rất nhiều người tiêu dùng hiện nay thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã nghiên cứu và cho ra đời dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo hộp gỗ 30 viên như bên cạnh Kiều Anh. Và đây là một trong những dòng sản phẩm có thiết kế vô cùng sang trọng, tiện dụng cũng như là mang lại những hiệu quả vô cùng bất ngờ và được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng hiện nay. Và như các bạn có thể thấy thì hộp gỗ bên cạnh Kiều Oanh đây thì có thiết kế vô cùng sang trọng cũng như là thanh lịch đúng không ạ? À và với vẻ bề ngoài như thế này thì Kiều Oanh tin chắc rằng đây sẽ là một sản phẩm để chúng ta mua để sử dụng làm quà tặng cho người thân, bạn bè hay là cấp trên. Và khác với dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo nguyên con hay là dạng nước đông trùng hạ thảo hay là dạng cao thì dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo này được thiết kế theo dạng viên và chúng ta có thể là nhai trực tiếp. Đồng thời mỗi một viên đông trùng hạ thảo sẽ được đựng trong một chiếc hộp nhỏ trong suốt như thế này để chúng ta có thể tiện hơn khi sử dụng, đồng thời là bảo quản sản phẩm đông trùng hạ thảo ở trong môi trường nhiệt độ tốt nhất. Và nếu như các bạn đang muốn thắc mắc cũng như là đang tò mò rằng dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo hộp gỗ dạng viên này thì có công dụng như thế nào thì Kiều Anh sẽ chia sẻ kỹ hơn. Đầu tiên đó chính là công dụng chống lão hóa Trồng lão hóa là một trong những công dụng đầu tiên và chúng ta thường nhắc tới khi sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo. Trong đông trùng hạ thảo hộp gỗ đen ba viên như bên cạnh Kiều Anh là một trong những dòng sản phẩm được chế biến, được kết hợp từ nguyên liệu nhân sâm và đông trùng hạ thảo. Và trong nhân sâm cùng đông trùng hạ thảo thì có chứa nhiều các chất chống oxy hóa. Nếu như trong nhân sâm có chứa nhiều saponin thì trong đông trùng hạ thảo có chứa nhiều vitamin, axit amin và các hoạt chất vô cùng quý hiếm khác khi sử dụng thì các hoạt chất này sẽ đi sâu vào cơ thể đồng thời tác động lên cơ thể của chúng ta giúp ngăn chặn tình trạng lão hóa sớm cũng như là khiến cho chúng ta có một làn da đẹp hơn Công dụng thứ hai khi chúng ta nhắc về đông trùng hạ thảo dạng viên ở hộp gỗ này thì đó chính là khả năng giúp tăng cường sinh lý. Đối với nam giới hay là phụ nữ, nếu như chúng ta đang gặp vấn đề về sinh lý thì khi sử dụng dòng sản phẩm đông trùng ở hộp gỗ 30 viên này thì kiểu anh tin chắc rằng chỉ sau một tháng thôi tình trạng các căn bệnh về sinh lý của chúng ta sẽ được hỗ trợ điều trị hiệu quả đồng thời sẽ giúp cho cuộc sống hôn nhân của chúng ta được viên mãn hơn. Công dụng thứ ba của Đông trùng hạ thảo hộp gỗ 30 viên này đó chính là khả năng giúp tăng cường miễn dịch. Khi nhắc về đông trùng hạ thảo thì chúng ta đều biết phần công dụng của nó tuyệt vời như thế nào rồi và tăng cường miễn dịch là một trong những công dụng, một trong những tác dụng ở được đông trùng hạ thảo mang đến cho sức khỏe của người dùng. Công dụng thứ tư của dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo hộp gỗ đen 30 viên này đó chính là khả năng tốt cho hệ tim mạch cũng như là hệ thần kinh của chúng ta. Đối với những người mà có sức khỏe tim mạch hay là thần kinh không được tốt, đồng thời là chúng ta thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, áp lực stress hay là tim mạch của chúng ta có vấn đề thì hãy ngay lập tức sử dụng sản phẩm Đông trùng hạ thảo hộp gỗ đen 30 viên như thế này thì nó sẽ giúp cho hệ tim mạch của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Đồng thời, đông trùng hạ thảo hộp gỗ đen 30 viên này thì nó sẽ còn có công dụng đó chính là giúp tăng cường tuần hoàn máu, vận chuyển giúp máu vận chuyển oxy tốt hơn lên não, từ đó thì giúp giảm căng thẳng mệt mỏi cũng như là giảm áp lực stress lên hệ thần kinh của chúng ta. Thậm chí là đông trùng hạ thảo hộp gỗ đen 60 viên này còn làm giảm các nguy cơ ảnh hưởng đến hệ tim mạch của chúng ta. thậm chí là nó còn ngăn chặn tình trạng sờ vữa động mạch giúp cho hệ tim mạch của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Và cuối cùng đó chính là tác dụng đối với hệ tiêu hóa. Đối với những người mà chúng ta gặp phải tình trạng hệ tiêu hóa không được tốt, thường xuyên là ăn không ngon hay là khi mà chúng ta ăn thì không hấp thu được hết toàn bộ dinh dưỡng và thậm chí là chúng ta thường xuyên bị đau bụng, các vấn đề về tiêu hóa sẽ được giải quyết khi chúng ta sử dụng dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo hộp gỗ đen 30 viên như thế này. sản phẩm này thì sẽ hỗ trợ cho hệ tiêu hóa của chúng ta được khỏe mạnh hơn, đồng thời là hấp thu chất dinh dưỡng một cách tốt hơn. Vâng, như vậy có thể thấy là những công dụng tuyệt vời mà sản phẩm này mang lại đúng không? Và kiểu anh tin chắc rằng với công dụng tuyệt vời như này thì các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng để mang đến sức khỏe tốt nhất cho bản thân và người thân trong gia đình đúng không ạ? Và kiểu anh xin nhắc lại một lần nữa nhé, với dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo hộp gỗ đen 30 viên như thế này thì mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng một viên. À và các bạn có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau ở chúng ta có thể nhai trực tiếp rồi sau đó nuốt từ từ cùng với nước ấm hoặc là chúng ta có thể là nghiền nhỏ ra pha với nước ở để dễ uống hơn dù là cách nào thì các bạn cũng hãy hoàn toàn yên tâm bởi sản phẩm này mang lại cho chúng ta là hoàn toàn an toàn hiệu quả và tất nhiên rồi để mua được một sản phẩm tuyệt vời như thế này thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24h là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí hoặc các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo hộp gỗ đen 30 viên. Hy vọng với những thông tin kêu anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kêu anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo.